Câu số 1, mời ô chữ. Đây, gia đình nhà nghèo cho nên là được quyền ưu tiên. Anh chị chọn lô đất nào? Mình sẽ chọn A1 nè. Dãy mặt tiền bên trên A1 nè. A1 nè. A3, A6. Không. A1, A6. A1, là... A6. B1. Coi như là ba lô góc. Rồi, A6, vậy B1. Đi. Dạ. A1, A6, B1. A1, A6, B1. Bên đây chưa? Chiếm mà coi là chiếm coi như hai mặt tiền luôn rồi. Không chừa cho người ta vô mặt tiền hiểm. A4 nè. Tăng tăng tắng tắng. Cái này nó quan trọng lắm. Nó có sắc, nó có sắc. Tắng nè. Đi chơi với mấy Trinh lợi lắm. Đi chơi với mấy Trinh rất lợi luôn. Tăng. Vừa tập được cái phản xạ nhanh mà vừa được học nhạc luôn. Tăng. B4 luôn. A4, B4. Tăng. B6. A4, B4, B6. A4, B4, B6. Đúng. Bởi vì cái ô A6 người ta biết rồi đúng không? Mình cũng phải biết cái ô B6 mình đoán được bên trên chứ. Bởi vì nó vần với nhau rồi, mà. Đúng rồi. Thôi theo với Trinh đó. Rồi. Gợi ý. Câu ca dao khuyên chúng ta nên tiếp xúc nhiều với bên ngoài để có kinh nghiệm trong cuộc sống. Mở ô chữ. Khali để lên đánh chiên trước. 2 triệu. Đi cho biết đó biết đây ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn. Chừng nào khôn. Chốt chưa? Dạ em chốt. Rất là lành. Phóng lên đánh chiên. Chưa. Và chưa gì vậy, gì vậy? Thì tôi cầm trước. Cái gì tự nhiên biến thành thủy thủ mặt trăng vậy anh? Tôi cầm nó trước. Đã chốt rồi. Tại vì tôi vô cái mặt tiền hiểm là tôi biết rồi đó. Bên kia người ta biết chưa ba, gì là biến thành thủy thủ dùi cui rồi. Từ từ anh. Không, nhưng mà đã chốt rồi. Đã chốt rồi bạn à. Đã nói chốt rồi. Đây không là đáp án. Sai. Nhờ mình chọn cái gieo vần. Vâng. Nên mình mới biết được cái từ quan trọng này. Nói đi em. Tăng. Ngày nào khôn. À, đọc đi cho biết đó biết đây ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Ơi, mình chọn trước, mình lên mình đánh chuông trước là mình lỗ đó. Đâu vậy, lỗ đúng mà. Em quên mất cái câu lục bát người ta gieo vần như thế nào sao? Đúng không? Đây là đáp án chính xác. Yeah. Chiến lược của mình thật là xuất sắc. Trời ơi, A6 với B6 nó đi vần với nhau. Đi cho biết đó biết đây thì ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Chừng nào khôn. Chừng nào khôn. Chừng là nó bị mông lung lắm. Nó không có vô vần với nhau thấy không? Bên kia không phải chỉ người ta được mở cái ô mà quan trọng đó đâu, mà người ta có tính toán chiến lược tăng. Nó không ghê không? Nó luyện thành hay lắm, hay lắm. 20 triệu dành cho đội của mình. Quá nhẹ nhàng. Vô anh ơi. Vô tiền. Câu số 2. Mời ô chữ. Tiếp tục mời con nhà nghèo. Lựa chọn. Ai, vẫn là A1, vẫn là A1. A6. A6 B6. À đó, lấy luôn cái vần đúng không? A1, A6, B6. Bên này khó nha. Người ta lấy nhầm ba cái vị trí quan trọng, ba cái lô đất mà đắc địa nhất đó. Hồi nãy là mình tắng tẳng tằng tăng rồi, giờ mình tứng tửng từng tưng đi em. Nè, bây giờ Dũng chọn đi. Nè, mình sống một cách nó đừng lệ thuộc với ai nữa. Không, đâu có lệ thuộc đâu. Cái này là mình gọi là coi như giờ chọn đi, chọn nương đi. Nương tựa. Bớt nương tựa nha. Người ta phụ nữ ta phải nương tựa mình chứ đâu mà nương ngược vậy. Tưng tưng tứng tửng từng tưng. Tưng từng tứng tửng từng tưng tứng từng. Đó, đó là giờ chọn cái tửng nào? cái tửng anh chọn hai ô đi, em chọn một ô nhưng mà anh phải chọn có chiến lược nha. Có chiến lược đó. B1 đi đó. Hay ha, người đàn ông sống B4 đi, tại vì mình biết rồi. B4 mình sẽ đoán được A4. B4 đi. Rất tự chủ luôn rồi, rồi á. Tăng 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 tẳng B8. Rồi B8. B1, B4, B8. Ủa rồi Dũng, cái ý kiến của Dũng nằm ở đâu vậy? Là ý kiến nằm ở bên phía bên Trinh. Người đàn ông gọi là quả cảm. Người đàn ông độc lập, không lệ thuộc vào bất cứ ai, kể cả phụ nữ. Gợi ý, mời mọi người nhìn lên màn hình. Đó. Câu ca dao này liên quan tới hình ảnh mà chúng ta vừa được xem. Bên đây và bên đây, chuẩn bị sẵn sàng nha. Anh nghĩ rằng Thuận ơi, em nên chuẩn bị chạy đi. Em nên sốc lên một tí đi để biết ly nó chạy hoài gãy mất dài tội nghiệp. Để tôi chạy cho. Chạy đi chạy. Ngồi sát vô, ai cho anh gian vậy? Mở ô chữ.
đánh luôn. Rồi Hùng Thuận đã đánh trước, đánh muốn méo cái chiên. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bông. Thuận ơi, hay quá Thuận ơi. Thuận ơi, nhị vàng bông. Dạ em chốt. Chốt luôn hả? Dạ. Nãy thấy đứng sẵn Dục, đứng nãy sẵn. Thấy nãy thấy cái bông sen á, cái thấy đọc cái câu gì phải không? Câu gì? Trăm đầm chị đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen cái nhị vàng mà không thấy cái nhị vàng đâu hết. Cái lật lên cái thấy cái chữ bùng là chạy lên không kịp rồi. Bây giờ đứng đi, đứng đi chuẩn bị mẹ nè. Ừ, mẹ không? Mẹ nè. Nhị vàng về đây. Nhị vàng bông trắng lá xanh. À. Gần buồn mà chẳng hơi tanh mùi buồn. Thì về đây đi. Dạ. Mà vấn đề là không có thấy cái nhĩ. Cái quan trọng á là nó nếu nó mà nó sai một chữ á là nó sai đây luôn. Ngồi xuống đây để anh em mình tận hưởng cái niềm vui chiến thắng. Khali. Dạ. Nếu như là em sẽ đọc cái như thế nào? Câu này ra sao? À nếu là em hả? À em đọc y như Thuận như đó anh. Ồ vậy. Đúng rồi anh. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Anh quá Thuận ơi. Dũng đứng ở trển để cho khán giả nhìn thấy cái mặt của mình bị quê. Quê đâu quê. Không có gì quê hết trơn. Trời ơi. Nghiệp á. 20 triệu dành cho đội Cống Mặt Trời. Ôi, yeah. Mình vào lại rồi Thuận ơi. Vào lại rồi. Câu số 3. Giờ mình mua hết nguyên câu thơ được không anh? Tiền nhiều quá biết làm gì, mua hết nguyên câu thơ của mình mấy triệu à. Thôi bớt đi. Bớt đi khi mà túm lại đi. Câu 3, mở ô chữ. Bên đây anh Giang bị trừ điểm đó, anh mắng anh đi. Hả? Anh Giang bị trừ điểm đó. Cấp dùi hả? Em chơi fair play lắm, anh yên đúng tâm rồi đi. Chọn mua lô đất nào? A1, A4, B6. Ừ luôn hả? Gì mà ừ trơn vậy hả? Ừ, tại vì tiền nó nắm mà. A1, A4, B6. Bên sao có mặt trời? Nếu như mà mình mua cái... Mình mua A6 B1 mình A6 cái... B1. Khoan. A6 mà B6 mình đã bấm đã bị mất rồi. Mất rồi ừ. Tinh tinh. Mua luôn A5 A6 đi. A5 A6. Ừ. Bắt đầu giống nhau hả chị? Tăng tăng. A5 A6. Với lại B1. B5 A6. Nếu mà mình mua A5 A6. Không được. A5 rồi, A5 A6 B4 đi. A5 A6 B4. Gợi ý. Câu ca dao khuyên học cái gì cũng phải cho thấu đáo đến nơi đến chốn mới là người khôn. Mở ô chữ. Trời ơi, quánh văng cái dùi luôn vậy đó hả? Khôn. Khôn gì em? Nè, bên kia chú ý lắng nghe. Khi người ta đọc ra có nghĩa là người ta đọc luôn cả những cái từ mà người ta đã mua đó. Từ từ nha em. Khôn 3 năm dạy 1 giờ hả em? Không. Đánh nhưng mà mình cho nó vui. Đánh cho vui phải không? Tại có tiền mình trừ 1 triệu chơi. Ừ. 2 triệu lần em ơi. Kệ, cho 2 luôn. Triệu chơi luôn. Cho luôn hả? Đang giàu có. Ừ thì có đánh thôi. Đánh thôi cho vui. Em không đọc. Không đọc tức là không có câu trả lời đúng không? Dạ đúng chưa rồi. Đánh cho vui chứ trừ 2 triệu chơi cho nóng mà không khí. Phóng lên giành giật. Vậy đánh bên em chuông. Mua thêm được không anh? Được, nhưng mà hãy mới đọc chữ gì để nhớ không? Khôn. Khôn. Đó là cái từ. Từ A1. Đó, tự nhiên mình có thêm từ nữa thấy không? Không có gì nè, khoan đoán khoan mua. Mua của nhau đi. Theo em nghĩ á là mua cái A2 và A4. A4 ta mới có, A2 ta chưa có mà mua cái gì? Một ô bên kia bán nhiêu? Lô đất A4 mặt tiền. Bán đi thì mình biết rồi, mình bán lấy vốn lại, mình bán 5 triệu. Gì? Mua A4 đi, bây giờ bán nè. Mua A4 đi. Bán 5 triệu mắc quá. Thôi kể bây giờ đi, bỏ kể 5 đi, triệu ra, đi. Anh vẫn lời 15 triệu đó, anh trả lời đúng. Rồi, mình mua đại đi, mua đại đi. Bán không? Bán, giao dịch thành công. Ừ, đóng từ bên đây lại. Bán. Đóng lại đi, mở ra. Trí. Từ trí à? Trí tuệ. Thấy chưa, anh đã tìm được câu trả lời rồi, anh đánh đi. Nó cái từ này là từ khóa luôn đó. Chưa, từ từ, mặt chưa được đó. Đâu. Cái này là... Từ từ. Cái này là Hán Việt rồi. Ừ. Mình biết A1 luôn rồi đúng không? Ừ. Khó quá ha. Bên kia có muốn mua gì không? Bên kia có muốn mua không nè? Mua lại của bên chị hả? À, đúng rồi. Nè, mua B4 ngon nè. A5 ngon nè. Khó đoán lắm, những từ khó đoán. Khó đoán. B4 và A5.
Bây giờ hai ô này bán lại 5 triệu đi cho quề vốn. Không à? Không, đâu có mà bán rẻ như vậy được. Bây giờ mình phải bán gấp đôi. Đúng. Một từ của mình là 10 triệu. Thôi vậy thôi, giữ lại xài đi, không mua. Trời ơi, cái chuyện mua bán kinh doanh là như vậy anh à. Thương trường là chiến trường. Cho nên á, mới nãy mình mua 5 triệu, bây giờ mình bán gấp đôi, phải không? Nhưng mà hai từ, ta mua hai từ bán giá sỉ chứ. Không. Không, em bán một từ 10 triệu đó anh. Em nghĩ sao vậy? Một từ trúng thưởng là 20 triệu, bây giờ bán một từ 10 triệu. Thôi giữ lại xài đi chị, giữ lại xài đi. Rồi, giữ lại không hợp lý. Còn không thì thôi. Bán lại 5 triệu đi. Một hai từ. Không, một từ 5 triệu. Người ta mua hai từ luôn kìa, bán 8 triệu thì giảm giá cho người ta. Không được. Hai mua hai từ hả? Mình bán một từ thôi. Bán từ biết rồi để làm cái gì nữa em? Trời ơi, rồi em đã tốn mấy 5 triệu mua từ của ta đúng không? Giờ ít ra bán. Bây giờ bán lại cho lời. Bây giờ là mua từ nào? 8 triệu. Bây giờ mua từ nào? Bây giờ mua A5 với B4 nè. A5 nè. A5 là cái này với lại B4. Đó. Rồi, từ đó chị biết rồi, chị lời. Ok, bán luôn. 8 triệu. 8 triệu chơi. Ok, bán. Bán luôn. Nhớ nha, phải nhớ nha. Nhớ nha. Giao dịch thành công. Lật lên đi. A5. Đó, sao đoán ra đúng không? Bây giờ các bạn có đoán không? Nếu không đoán, anh sẽ mở lượt bán thứ hai. Giá chủ đầu tư 1 triệu một ô. Mình mua B1. Mua B1, B8. Bên kia nó mua B1 kìa. Mua B1, mình B8. B1. Mình mua B1 với lại A2 hả? À, mua ba ô đi đầu tư, đầu tư. B1, A2, A3. Đúng rồi, chơi luôn. B1, A2, A3. Okay. B1, A2, A3. Bên đây. Bây giờ B2, B3, B8. B2, B3, B8. Mở ô chữ. Cả hai đội, nhưng mà Khali đưa trước. Khali muốn mở ô nào miễn phí? Bây giờ mình mua mình mua B5 đi. B5. B5. Mở miễn phí. Bên đây còn ô B7 duy nhất thôi. Kệ đi. Rồi mua luôn. Mở luôn. Rồi miễn phí luôn. Rồi miễn phí luôn. Bây giờ coi như cái câu này mình đã mở ra hết tất cả các ô. Chỉ là bên này có ô này, bên kia có ô kia. Muốn biết nên mua của nhau. Em nghĩ là nên nên mua cái B7 đi. Ở giữa mình cũng có thể là mình có thể hai ô luôn. Hai ô luôn. Hai ô luôn. B7 và B8 luôn. B7 B8. B7 và B8 luôn. Bên kia hai ô bán giá sao? Giá sỉ nè. B7 B8. Mình bán 10 đi. Mình bán 10 đi. Thì thôi bây giờ mình bán cũng 5 triệu ô đó như cũ đi. Mua ăn vừa bán chứ giờ lên giá làm chi? 2 triệu. Ờ, bây giờ là 2 ô 8 triệu thì mình giờ lời có 2 triệu chứ nhiêu anh. Vấn đề là bây giờ Khali chỉ cần mua được hai ô đó là em đoán ra hết. Có thể. Anh tin chắc luôn bởi vì cái từ B6 rất dễ đoán. Rồi em chấp nhận mua B7 và B8 10 triệu. Giao dịch thành công. Đóng bên kia lại, mở bên đây ra. Thấy không? Khó ghê không? Khó ghê không? Đó. Phương Trinh muốn mua lại gì không? Em mua A6 và A2. A6 và A2. A2. Bây giờ bán lại 12 triệu đi, cho lời 2 triệu. Trời khoan. Ơi, lời quá kìa. Bây giờ em không bán. Sao vậy? Em không bán. Tại bây giờ mình đang nắm cái. Vậy lên đánh chiên đi. Ừ đi đánh chiên đi. Nhưng mà bây giờ em đang còn cái câu này, còn cái chữ này. Em nói chị câu dưới rất khó nha. Có một cái từ rất khó, nếu như mà chị không bán cho em là một tí nữa là chị sẽ. Bây giờ chị mua cho em một ô nữa được không? Bây giờ nè, ví dụ như em đọc lên câu này mà sai. Tại vì em vẫn còn những cái từ chị chưa mở đúng không? Đúng rồi. Thì chị sẽ biết được cái chỗ mà chị không mua. Điền vào chỗ trống là nó sẽ có chữ gì. Cái chiến lược rõ ràng khi mà chị cần bỏ tiền ra để mua. Thôi bán đây rồi, bán. Giao dịch thành công. Mở. Đánh phải không em? Đánh phải không? Đánh. Giỏi vậy. Bum. Rồi. Bây giờ nè, tập trung nghe. Chắc chắn là bên kia sẽ đọc những cái ô mà họ đã mua rồi, đúng không? Mình phải nhớ những cái ô màu đỏ là những cái ô mà họ đã mua rồi là chắc chắn là đúng á. Nha. Để nếu mình đó mà sai một cái là mình vô mình làm liền. Rồi, mời Phương Trinh, Minh Dũng. Khôn thì trong trí lượng ra, ngu thì học lớn người ta bề ngoài. Nhìn mặt bên kia. Không, bên kia diễn dữ lắm. Bên kia diễn dữ lắm. 2, 3, chốt đi em. Chốt đi. Chốt. 2, 3, chốt. Gì cười Thuận? Thuận dạ. Kỳ quá. Gì vậy? Anh cười cho nỗi đau của em. Làm gì nỗi đau của em? Em cười thôi, sao nè? Anh Nghĩa chốt đi anh Nghĩa ơi. Đây là đáp án sai. Yeah. Yeah. Sao nè Kali? Nào. Sao em? Khôn thì trong trí lượng ra, dạy thì học lớn người ta bề ngoài. Trời ơi hay quá. Trời ơi khôn dạy. Cái giọng thơ nó thật tốt. Đúng rồi.
cái giọng thơ thánh thoát. Dạy mới đúng rồi, từ dạy em chó. Chó đúng rồi, từ dạy sẽ đúng rồi. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Tại vì dạy khôn nó phải khôn thì nó phải đi với dạy chứ sao mình nói khôn. Khôn thì cái từ của em nó bị nó bị kỳ quá đúng không? Cái này phải vậy. Cái này chúng ta là hơn thua nhau ở chiến lược ha. Trời ơi, khôn chiến lược. Ca dao mà ngôn từ nó cũng phải nghe nó hay hay mượt mà. Đúng rồi, đúng khôn rồi. Khôn người khôn kẻ dại, đúng không? Chứ ngu vô nghe nó kỳ, nó thô, nó nặng nề quá. Lúc nãy á, cái chữ ngu á, nó qua cái miệng của Dũng á, Dũng đọc nó rất bình thường. Nhưng mà nghĩa đọc cái chữ ngu á, là lúc chẳng nãy cách á, nào nghĩa chữ Dũng. Nghĩa lúc nãy là em đã đoán được cái chữ ta rồi à. Nhưng mà em vẫn giống như là em vẫn chưa có chắc chắn lắm. Mà em sợ nếu mà mình đọc ra là mình dại. Cho nên nó em là em ráng kiềm chế phải không? Dạ em ráng kiềm chế. Ở bên này người ta suy nghĩ đổ mồ hôi nè, xuôi nước mắt đập dập, có cả máu nữa là anh. Để coi số tiền sao. 20 triệu cho tổng mặt trời. Yeah. Chúng ta đã đi qua hết vòng 2. Giờ mình tổng kết điểm thưởng nha. Nãy giờ mua bán quá trời, không biết được mua bán quá rồi. À, tổng mặt trời 50 triệu. Yeah. Tuổi thanh xuân 52 triệu. Cũng hai mà là 29 triệu. Yeah. Trời xa quá rồi, khó vượt quá anh ơi. Xa quá vậy. Tại mình cũng hào phóng đó, mình mua quá trời. Mình mua 12 triệu này kia luôn đó, một cặp mà mình trả lời sai bên kia hốt hết. Nói gì nữa giờ Dũng? Thí dụ mà Nghĩa sao Nghĩa không nhắc cái chữ này đi, cái chữ dại, cái trời chữ ơi. Không anh đừng quạo. Bây giờ á mình coi như là mình bỏ một cái số tiền ra để mình có thêm một cái kiến thức. Đúng rồi. Ca dao Việt Nam. Hay quá, hay quá. Hay. Không thể nào dùng tiền. Hay quá Trinh ơi. Em nói xong cái tự nhiên an ủi trong lòng quá. Dạ, không có gì hết. Cuộc này là cuộc chơi rồi. Hay quá. Thì bữa nay cái đồ này chỉ cần một mình Trinh thôi, không cần tới Dũng. Nếu về độ thông minh với Trinh nó quá giỏi đúng không? Thì mà về độ nhanh á, chỉ cần nó lột đuốc nó dục ra thôi thì chưa chắc ai chạy lẹ bằng. Thì nói chung là có Dũng có một cái gì đó nó hề hước trong đây. Có Dũng vô chứ thêm phần mà nực nội thôi. Nực lắm hả? Ngồi bích gió đó. Ngồi bích gió không có không khí mà thở. Đi ra chỗ khác đi, đi ra chỗ khác luôn á. Một mình Phương Trinh bữa nay nó cân tim hết trơn trời á. Nhưng mà phải chia tay nhau thôi Dũng à. Chia hả? Chia chứ sao chia. Ôi trời ơi, lại chơi một tí. Trời ơi, chơi gì nó chơi, mình thua ba chơi gì đặc biệt nữa. Rồi. Không có được chơi nữa. Ai mà ít tiền hơn là đi về nha. Lấy nhiêu đó tiền về nhà gầy vốn bán tóp mỡ tiếp đi nha. Cảm ơn Phương Trinh. Cảm ơn Minh Dũng đã đến với chương trình Sao Hãy Chửi ngày hôm nay. À, một lời nhắc nhủ cho hai anh chị của em là phải cực kỳ cẩn thận. Đúng tại rồi. Vì trong ca dao tục ngữ là những cái từ sẽ dùng những cái từ Hán Việt rất là nhiều. Đúng rồi. Mà nãy giờ thì chị dựa vào cái thất bại của em mà chị sẽ rút kinh nghiệm cho trời bản thân ơi. Của mình. Nói nghe đau quá đó. Đi. À, không, à, em của mình nó nói những cái lời rất là chân thành cho nên nó là tụi em sẽ rút những cái kinh nghiệm từ Phương Trinh. Mình phải dùng từ Hán Việt nha. Phương Trinh nói là giống như là chị vừa rồi cái thất bại của em, anh cảm giác anh liên tưởng cái câu mà con nai vàng ngơ ngác đạp lên xác con này khác đi. Ta lội này ngơ ngác mà đạp lên xác con này khác đi thì đạo hay đó. Đó, bởi vậy nè, mùng 10 Tết chúc khán giả ăn câu thiệt hay coi. À, chúc quý vị năm mới, năm Canh Tý tiền vô tỷ tỷ, à, luôn cười hi hi, à, trong lòng hoan hỷ. Happy New Year. Ủa, không dần. Còn Dũng. Dạ, năm Canh Tý năm 2020 xin chúc quý khán giả một năm mới thật sự bình an và hạnh phúc. Yeah. Nãy giờ từ đâu chứ đừng tới giờ mới nói được câu mà nghe nó trơn tru á. Trời đất ơi, nãy giờ Dũng có nói trơn tru mà. Không có, toàn với Trinh nói không à. Thì đục cùng đội với nhau. Không, chạy rất trơn tru. Trơn trơn. Cảm ơn hai người chơi. Còn bây giờ đội còn lại cống mặt trời sẽ bước vào vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Và vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng.